Rồi, hello tất cả anh em trên kênh YouTube, xem kênh của em là kênh Quyết Bắc Giang hoặc chuyên động cơ xe máy nha các bác nhá. Hôm nay giới thiệu cho các bác một siêu phẩm, nó gọi là con máy Suzuki AX100. Con này là động cơ 2 thì nhá. Động cơ 2 thì. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại của em đây. Và sau đây em sẽ review cho các bác xem con máy Suzuki AX100 thì ở khung sườn như nào, lắp như cái xe gì. Đấy, lắp cho xe Waze. À, xe con Minkơ, con Mukik. Đấy, các bác thích cái dòng 2 thì các bác chú ý xem cái kênh của em nhá. Đấy, sau có video nào nhiều cái video hay các bác xem. Nó theo cho các bác cần đạp này, cần số này. Đạp con số ở Mobin này. Đấy. Đây. Con Suzuki này, các bác rất là đẹp nhá, hàng mới nhá. Hàng nhập khẩu của Nhật Bản luôn, Suzuki nhá. AX100. Đấy, đủ nguyên bộ luôn nó thì em sẽ đi quay chi tiết thôi các bác. Thật ra em cũng nhà chỉ bán hàng thôi nên em cũng có nhiều cái em cũng không nắm rõ được là cái bộ phận như nào, các bác là có biết cái gì bác chỉ giáo ở dưới. Vì đây là cái phần đây này em cũng chưa nắm được rõ lắm. Vì em vừa nhập về. Đấy, cái dòng thì em chỉ gắn máy không thông dụng. Đây. Đây là cái để cho buji nhá. Đây. Phần buji vào đây, buji nhé các bác nhé. À, hình như nó cũng giống với con min của mình đấy. Con này nó là 125 nhá, con này là 125, máy rất chi là khỏe nhá. Hai thì đấy, các bác nào thích hai thì chạy té khói luôn đấy. Hàng rất chi là chuẩn nhá các bác nhá, hàng Nhật đấy. Con này thì phổ biến ở Việt Nam này nó cũng không có mấy. Đây lốc bên này đây đấy. Em này chưa vặn ốc vào. Đầy đủ cần đạp cần số nhá, bốn số tròn nha các bác nhá, bốn số. Tản nhiệt đây, tản nhiệt nhá. Đây nhiệt này cho bác, đây là thoát ống xả đây. Đấy, con máy có chân có đốc đây. Đấy, máy này là dòng cho chạy xe nam nhá, Suzuki AX100 2 thì. Nhiều bác hỏi 2 thì quá nhưng mà em tìm mãi con 2 thì được, nhưng mà con này em ưng lắm, em nhập thử một con. Các bạn có nhu cầu thì mua alo cho em nhé, giá nó hơi cao một chút ấy. Thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nhé. Đấy, Suzuki AX100. Đấy, các bác lưu ý nhá. Đấy, tản nhiệt rất chi lớn luôn. Đấy, máy 2 thì, dòng máy 2 thì đẳng cấp của Suzuki nhá. Đấy, con dòng xe cao, xe nam là lắp được hết. 125 đầu lòng. Đấy, 2 thì. Đây số điện thoại nha các bác nhá. Xem kênh các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Đây em chi tiết một chút được cái bộ chế đây. Đây. Chế của nó đây. Đấy. Nhật luôn. Japan. Hàng toàn hàng xịn thôi các bác nhá. Đấy, hàng đóng mới toàn bộ. Về các bác thích hai thì chạy quá là ok luôn. Xì khoái luôn. Đấy, máy rất chi là mới luôn. Đây. Cho xem bánh răng luôn. Bác đấy đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau video là hay các bác xem được đấy. Bác nhìn nó biết là mới chưa? Đấy, quá mới luôn. Hàng nó từ nhà máy ra nó có mã hết tất cả. Mã hết các bác nhá. Quay chi tiết tổng thể cho các bác xem. Rồi các bác xem kênh các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Sau video là hay nữa thì bác xem đăng ký phần cái chữ đăng ký ở góc màn hình nó là miễn phí rồi các bác nhá. Thì sau video là hay các bác xem được thì video tiếp em sẽ giới thiệu cho các bác xem con Lifan 125 dòng sen. Đấy, nhiều loại lắm các bác nhé, các bác có thể tham khảo. Rồi chào tất cả các bác.